Hello WhatsApp, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình nha, từ đường phố đấy mình nha. Xin chào anh em game hẹn tạo chế mình nha, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video về đầu video, xin like và một subscribe hỗ trợ lâu phát triển nha, cũng người rất nhiều. Hôm nay thì sẽ lại Kaido ra trận anh em, hôm nay thì Tứ Hoàng Doka nhà tôi lại ra trận anh em với cương vị là E3, thì anh em xem clip sáng biết rồi, hiện tại đã lên E3. Hiện tại video tôi quay sớm nên quà cá vẫn chưa về anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi săn quà code web code anh em, trước đi săn quà code web code, sau đó quà phụ thì đánh nhau với Kaido xem tình hình thế nào anh em. Ok, get go thôi. Ok các bạn, phải nói là bữa nay chắc là tôi bị hậu Covid rồi anh em ạ. Bữa nay chắc là hậu Covid rồi anh em. Hay quên quá. Có quên lại nhắc bảo hôm qua anh mới, như anh qua anh mới kích hoạt gói Kaido thì phải, mà như anh chưa nên săn quà anh ạ. Ừ, như cũng vậy thì phải các bạn. Mình cũng đúng đấy anh em. Để hát lượt các bạn nhé. Đấy, lượt thì hiện tại hết rồi. Ok ạ. À. Để quay dọc cả anh em. Đây anh em, nhận lượt nào. Đó. Ok, chúng ta có hôm nay thì chúng ta sẽ quẩy 20 lượt săn web code anh em nhá. 27 lượt săn web code các bạn. Không nên đập x1 hay x10 cho nó phù hợp lúc này anh em. Chúng mình cũng hơi đắn đo và suy nghĩ các bạn, cũng chả biết thế nào. Rồi thì cứ đập ra tính tiếp anh em. X1 chứ nào. Thế mấy đứa bảo anh cố gắng săn đi, săn đấy cái code Kaido gì đấy cũng được. X3 này, rồi. Đập phát X10. Úi giời ơi. 1 2 3. Vâng, với một người đập số lượng lớn như này tôi nhận ra đó là săn code không phải dễ đâu anh em. Săn code không hề dễ các bạn. Không hề dễ một chút nào luôn anh em, nó rất là khó luôn. Cái này được gì? 200 kim cương với 5 thùng bia. Cá nhân 100 lượt thêm một cháu cái đồ à? Hiện tại tôi được bao nhiêu? Chỉ nát ghê vậy trời, còn không loan đến lượt luôn anh em. Quá căng các bạn, thề căng quá luôn anh em. Trời ơi, căng quá quá trời căng luôn anh em. Quá khủng khiếp. Vẫn không bao nhiêu lần thế mà không ra được cái đôi anh em. Nói chung là vẫn đen thôi đỏ quên đi anh em. Đúng kiểu đen thôi đỏ quên đi các bạn. Không phải muốn ra được đâu các bạn, phải nhân phẩm là trên hết thôi anh em. Ok, vẫn là nhân phẩm rồi anh em, được thì chờ cho, không được thì cho chơi rồi anh em. Không dễ gì mà mở lem được đâu anh em, thật sự rất là khó luôn anh em, thấy rất là khó luôn. Ok, đăng nhập nào, nhận quà nào anh em, đó, đăng nhập nhận quà anh em, đó, lại thêm vé cánh tay về túi. Ok, quá gắt anh em, không còn gì để nói các bạn. 30 lượt săn code mà không được một cái code nào anh em, săn 3, độ 30 lượt săn web code mà cũng không được cái gì. Về game thôi anh em. Ok các bạn, về game với quà nó về luôn anh em. Đó, quà nó về luôn. Đó, 27 lần săn tôi đây anh em. Trời ơi, 27 lần của tôi đây anh em. Ôi ơi. 27 lần săn ghép code của tôi đây anh em. Trời ơi, nhìn nó ngao ngán luôn ạ. Thôi, quà kia thôi anh em, để triển khai với bác Dokai lên E3 xem đánh nhau thế nào. Ok anh em, quay trở lại đây nào, nhận quà anh em. Rồi. Này, đầu tiên quay trở lại với anh rồi đã mang đồ đạc hết rồi anh em. Đó, còn mỗi cái game ma chưa lâng anh em. Từ hôm nay thì tiếp tục anh em hành trình nào, chúng ta lại cùng nhau đi giao lưu võ công với bác với bác Kaido anh em. Đây Kaido là lên 2.6 triệu rồi các bạn nha. Kaido giờ phong độ đẹp trai ngày xưa nhiều, giờ ra Odin 3.3 triệu rồi anh em. Chưa game ma nha, đánh thử ván với Odin chưa anh em, xong tôi sẽ book game ma lên. Đó, xong là tôi sẽ book game ma lên. Từ anh em bật trận X2 thôi. Bây giờ kéo về nghiêng hẳn về phía anh Doka nhà mình rồi anh em. Nó lên E3 cái nó khác bọn ngay. Trời ơi, nghĩ sao phải mất công cho ăn học. Ui đau đấy. Ừ đau đấy anh em, một trận nhá. Tiếp nào, trận thứ hai anh em. Trận thứ hai đau đấy các bạn. Đau đấy, không phải đùa đâu. Đau đấy anh em, đau đấy. Trời ơi, đau đấy anh em, không phải đùa đâu. Đừng đùa với Kaido anh em.
Đừng đùa với cả, đừng đùa anh em. Ui trời ơi, quả này chắc phải lân lại game ma rồi anh em. Chứ Odin tháo game ma coi thường Kaido quá. Đừng bao giờ khen thường người khác đi. Kaido khinh thường Kaido và kết là nào vậy anh em. Giờ để búc game ma lên lại nào. Đó, anh đã trở lại rồi đây. Lên nào anh dai. Đó, giờ đến lúc anh lên đồ rồi. Đấy, ngày mai chiều nay anh em, chiều nay tôi hốt quà về nữa xem có khi úp được E4 đấy các bạn. E4 cho Kaido đấy. Nên E4 trong đấy thì thôi, mọi chuyện là diễn biến khác anh em. Chuẩn bị chúng ta sẽ có Kaido E5 để chiến gớm ở đây. Chúng thấy chiếc kiện ở trong về giấy săn đấy. Mặc dù nói vậy tôi đã hết thùng rồi anh em. Lên nào. Lên nào anh em. 8, 2, 9 và 10. Tuy nhiên là Odin lên game ma thì chắc chắn là Kaido không có cửa rồi anh em. Nhưng mà chưa biết được anh em, hiện tại là Kaido tôi đã lên được E3 rồi. Chiến thì cũng đã thay đổi rất là nhiều. Cũng xứng đáng để chúng ta đi test thử một lần nữa anh em. Cặp đôi huyền thoại này ra trận anh em. Đó, cố gắng 1-2 lần sự kiện nữa. Chắc tuần sau anh em, tuần sau là được Kaido lên E5. Chúng ta sẽ test được một cái địch cao hơn nữa. Rồi lên nào. Ok. Bởi vì bây giờ lưng lên được, nếu mà lên được E3 anh em, mình chiều nay có E3 thì phải. Lên được E3 thì bắt đầu chúng ta lại có ấy anh em. Tốc lại cao hơn. Tí tôi sẽ không nâng tốc cho anh em nha. Chúng ta sẽ trải nghiệm không tốc trước mà có tốc anh em. Đây chỉ có máu thôi anh em, đây chỉ có tăng máu và công này. Đó, thì tôi mở G3 được thì tôi cũng chỉ tăng hai cái máu và công thôi anh em, không mở tốc nha. Ok các bạn, chúng ta sẽ phải test thử như vậy thì nó mới ok được các bạn. Test cái kia nó chuẩn nữa. Rồi. Đây, tôi sẽ không nâng tốc anh em nhé. Chỉ tập trung vào máu thôi anh em, máu và công. Sau đó tí mới ra nâng tốc các bạn, để vào làm ván từ trước. Nếu như không có thăng thân tăng tốc thì Odin one được không anh em? Hiện tại Odin quên Kaido nhà mình là cũng chưa có, anh em còn chưa mở được game ma cơ. Nếu lên game ma thì Kaido ulti này, miễn sát thương 2 lần lận, đấy, lại khác nữa. 4.2 triệu, nó từ 3.6 triệu lên 4.2 triệu anh em. Lần này liệu Kaido quên Odin có ăn được Kaido không đây anh em? Sorry. Đây. Ra trận 4.2 triệu rồi anh em. Đó, giảm hồi nâng cấp học hành xem nào. Sau khi nâng cấp học hành anh em. Vậy đánh cũng có vẻ đau hơn. Thủ ngoài trâu hơn rồi anh em, máu nó nhiều hơn rồi. Để xem nào, nếu không có tốc thì có ăn được không? Ui. Ui, công thấy cao hơn rồi anh em, công thấy cao hơn rồi. Ui giời. Sự đẹp. Đó, tranh lệch với game ma thì nói chung là vẫn còn một vấn đề khó nói nhưng mà đúng thật anh em. Đó, lên tốc nữa anh em. 379 tốc nữa. Còn lại thì chắc là Kaido hút bụi. Nhưng mà chưa biết được, tới tôi lên lên E5 rồi test lại phát nữa bên nào bắt được anh em. Đấy, là trận nào. Bây giờ mới E3 thôi anh em. Mới E3 thôi nên là vẫn còn khó nói lắm. Úi giời, hai lượt toàn luôn. Ok, tiếp tục nha, chúng ta test tiếp anh em. Để xem nào. Mà lấy săn web code quên không bảo anh em gì nhỉ. 6 phần quà web code, mà quá tốt tổng hợp anh em, 6 phần quà web code xong rồi anh em. Úi giời. Úi giời. Phản đòn anh em, phản đòn. Có phản đòn Dokai vẫn chưa thể nào ăn được Crack anh em. Lên trên nữa thì chưa biết anh em nha, hiện tại bị phản đòn thì Kaido vẫn chưa được anh em win nào. Là những con tôi hôm nay chỉ đánh những con tướng mồm tưới hôm bữa vừa rồi test là đã ăn được Kaido anh em. Lên lên được E3 rồi xem là có ăn được nữa không. Này win anh em, win hôm bữa là cũng ăn được nha. Để xem này có ăn được không các bạn. Ây da. Nghe cũng uy tín đấy các bạn. Có vẻ như là win hết cửa rồi anh em. Nhìn này là thấy win hết cửa rồi các bạn. Win hết cửa rồi. Trời ơi, đúng kiểu không đủ tầm luôn anh em. Đó. Hiện tại mới lên được E3 thôi là chúng ta đã có thể vượt mặt win 4.6 triệu rồi anh em. Nhìn như 4.6 triệu bạn. 4.6 triệu. Cũng không game ai anh em, nhưng đã vượt mặt được win E5 rồi. Đấy. Và dù Kaido như tôi mới lên E3 thôi anh em. Yo, uy tín luôn em ơi. Ulti nào. Trời.
uy tín luôn. Tiếp theo là Crack đúng nhỉ, hôm bữa là Kaido nhà mình cũng thua Crack anh em. Big Mom nữa, hôm bữa là thua cả Big Mom anh em. Rồi Crack, Glizin, Mimi cả Ichiji là Lavo nó bả phát một là cũng quang rồi anh em, hoàn được Kaido rồi. Đây hôm bữa là Crack là ao trình Kaido anh em, xem là thế nào. Uầy, nghe có vẻ vẫn đau lắm các bạn, nghe có vẻ vẫn đau lắm. Ui dồi, vẫn căng lắm các bạn, vẫn chưa có vẻ còn chưa ăn được anh em, vẫn có vẻ là chưa thể nào mà ăn được anh em, ăn được ngay được. Đã phát nữa nào. Nhưng mà vô lý nhỉ. Ờ dám để anh em để nhá. Crack là ulti là Kaido vẫn bị dính chất thương này anh em này. Uầy. Ô kìa, 8 nặng nửa cân à. 8 nặng nửa cân rồi anh em, quả này đúng kiểu 8 nặng nửa cân rồi. 8 nặng nửa cân rồi anh em. Đây đúng kiểu 8 nặng nửa cân rồi anh em. Vừa nãy thì anh em lần này thì lại không ăn được. Ồ vậy là ăn rùa được ván đầu rồi anh em, cũng bị ao trình dưới Kaido E3 rồi anh em, mới E3 đấy các bạn nhá, mới E3 thôi, ao trình được thêm cháu nữa. Tiếp tục. Tiếp theo là đến Big Mom đúng không? Big Mom bữa nay là không ăn được đâu anh em. Ok, Tenno Big Mom nào. Để xem nào, mẹ lớn anh em. Để xem nào, mẹ lớn ạ, mẹ lớn nào. Úi giời. Ôi trời, hôm nay lên E3 cái là phong độ đẹp dai hẳn ra luôn anh em. Ôi trời ơi, cho xin cái tuổi. Mẹ lớn là áp đảo luôn anh em nhé, đánh mẹ lớn thấy áp đảo luôn rồi. Và cuối cùng là gang BG đúng không? Ok. Caption gang BG anh em. 6 cụ chắc không đủ tuổi anh em, 6 cụ thì chắc là tôi nghĩ Kaido không chịu nhiệt. Sợ một ulti gần như bay bầu rồi. Vẫn vậy các bạn. Ok, cái đề hình Kaido anh em đây là em ấy rồi, hãy comment ở dưới video nào. Các bạn đừng đã săn được bao nhiêu web code rồi. Ôi vẫn toàn lắm anh em. Video thì chắc kết thúc đây thôi nhá. Nói anh em tiếp theo giờ thì bye bye mọi người.